hôm nay. Và xin được chào đón các thành viên của team Khăn Răng. Xin được giới thiệu Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My và Á hậu Kim Duy. Và đội thứ ba xin được giới thiệu team White House. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Ngọc Châu. Và ngày hôm nay thì Tường Linh vì lý do sức khỏe nên không thể có mặt cùng với team White House được, nhưng mà chúng ta vẫn dành một tràng pháo tay dành cho Tường Linh ạ. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng hai khách mời, hai thành viên đã góp phần làm nên sự thú vị của chương trình Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not, Hoa Khôi Nam Em và Hoa Khôi Diệu Ngọc. Và đến với sự kiện ngày hôm nay, chúng ta cũng chào đón sự tham dự của người đẹp Mỹ Khôi. Xin được cảm ơn các người đẹp, các đội chơi của chúng ta rất nhiều ạ. Và tí xíu nữa thì sẽ thù với thù là bạn, địch của địch là bạn, và đoàn kết, và những cô gái mặt trần luôn đoàn kết đó. Thì ngoài ra còn có là bốn cuốn sách sử nữa chứ. Cái cuốn sách sau nha. Thật ra là về những cái về sử đó, Hoàng My trước đây không hề biết, và trước chương trình Hoàng My cũng không đọc nhiều sử Việt Nam, mình chỉ đọc sách thế ở sử thế giới thôi. Nhưng mà từ khi mà nhận những cái mảnh ghép là chiều này chiều kia thì Hoàng mới bắt đầu đoán đề. Cho nên là khi mà mình đi đến chỗ nào mình đoán đề đó, có khi bị tử đề, nhưng mà mình vẫn quyết liệt, mình vẫn nói là mình ok, mình sẽ học hết bốn cuốn sử này, mình sẽ đề lại tử. Cho nên là trong cái quá trình 21 ngày đó, Hoàng mới đã nhai hết bốn cuốn sách sử đó, mặc dù mình không có nhai thuộc lòng hết tất cả, nhưng mà mình cũng nhờ quyền trợ giúp của Hoàng Yến và Kim Duyên. Cuối cùng là đuối quá yếu rồi không có nhớ được nữa, thì nó là Yến ơi phụ mi với học thuộc giúp mi các triều đại. Thì lúc đó mình mới ngồi mình từ từ mình ra, thì cũng rất là may mắn. Và Hoàng My nói thật luôn, khi mà Hoàng My phản ứng không có hề nhanh, những cái chương trình truyền hình thực tế đây là lần đầu tiên, cho nên những cái gì phản ứng nhanh nhất là Hoàng Yến đã cứu cái phần đó, còn Hoàng My cần thời gian để suy nghĩ và quyết định đó. Cho nên là Hoàng My nghĩ là Hoàng Yến và Kim Duyên hỗ trợ Hoàng My rất là nhiều ở trong cái game, riêng cái game về sử đó. Còn về vị chiến thắng thì Hoàng My nghĩ là đó là do cái sự đoàn kết và cái sự gắn bó trong nội bộ Khăn Răng. Thật sự mà nói học bốn cuốn sách vậy mà không thể nào vô chiêu được rồi, hay là chưa học giỏi. Còn lại chia sẻ gì nữa không ạ? Còn Hoàng Yến thì sao ạ? Sao gì cũng nói chừng. Còn đối với riêng cá nhân Hoàng Yến thì ý nghĩ là mình mặc dù mình là một, trước đây mình cảm thấy là mình rất là không có thích môn lịch sử thế nào á, nhưng mà đúng là sau cái chương trình này là bắt buộc mình phải học. Và từ cái chuyện bắt buộc mình phải học thì mình cũng cảm thấy là mình cũng cần có rất là nhiều cái lỗ hổng mà cần phải trám nhờ cái chương trình này. Thành ra là thông qua chương trình này, hy vọng cũng sẽ gửi đến những bạn trẻ, ai mà chưa đam mê lịch sử thì đây cũng là một cái cơ hội để các bạn bắt đầu tìm hiểu dần dần, và biết đâu nó cũng sẽ là một cái chìa khóa cho các bạn để thành công hơn và có thể làm được những việc hữu ích sau này. Cảm ơn Khăn Răng. Chúng ta sẽ đã lỡ cuộc mất vị trí quán quân, không biết các bạn có tiếc không ạ? Để cô bé hay góc nhà nói thôi. Mình không chia sẻ mình Lì khóc rồi, Lì sắp khóc nữa. Không có đâu, nhưng mà thật ra là nãy khi mà mình ngồi coi lại cái tập 10 này thì cảm xúc mình cảm giác là nó cũng vẹn nguyên như vậy á. Mình coi lại hành trình mà đến cái lúc mà mình cảm giác là cái độ nghẹt thở và cái độ khó khăn thử thách của Việt Nam Why Not trong tập 10 này thì rất là kinh khủng. Nên là thông qua chương trình Việt Nam Why Not này, ngoài việc chúng ta quảng bá về du lịch đó, thì cũng mong là mọi người hiểu hơn, nhiều hơn về cái việc rằng là bề sâu của Việt Nam mình bao gồm có lịch sử, có rất là nhiều kiến thức xung quanh. Và đặc biệt là chính cô gái và những bạn khách mời đây là những người cũng đã rất là tuyệt vời, thường hay bị mọi người gắn cái mác là những bình hoa di động đúng không, những người chỉ biết đẹp. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể thấy hơn rằng là ở cái đội hình đang trên sân khấu này có rất là nhiều cá tính, nhiều màu sắc khác nhau và có những cái sở trường rất là đặc biệt mà nhiều khi mọi người không nghĩ rằng là họ có thể làm được. Thì minh chứng là bằng cái bằng chứng chiến thắng rất là thuyết phục mà Liên rất là tâm đắc đối với team Khăn Răng, thử thách sự của Liên tin chắc rằng là mọi người trong khán trường này nếu mà đặt cái hoàn cảnh của chính cô gái này đây thì chắc chắn là sẽ mất thời gian rất là nhiều. Hy vọng rằng là với những gì mà mọi người đang đứng ở đây công hiến thì
sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người trong mùa 1 này, và em cũng hy vọng là có mùa 2 để có thể nhận được tình yêu thương ủng hộ mọi người nhiều hơn. Và Nam Y là một khách mời cùng tham gia với team Nón Lá, thì trong quá trình đó mình nhận thấy các cô gái của team Nón Lá như thế nào? Chắc là em xin chúc mừng cho ba team Nón Lá khen rằng một quay thao đã có một chuyến đi thanh xuân rất là nhiều kỷ niệm trong chương trình Việt Nam Quay Nó. Còn với cá nhân Nam Em thì Nam Em dành một cái sự kính nể đối với team mà Nam Em đã được đồng hành trong tập ở Huế, thì Nam Em nhìn thấy được cái năng lượng, cái sự yêu công việc, yêu nghề và tất cả các chị, các bạn đang làm rất tốt và làm không phải vì bản thân mà là vì cái đam mê, cái nhiệt huyết và cái để mang đến cho Việt Nam Quay Nót một chương trình thành công và có một cái chỗ đứng ở trên kênh YouTube, cũng như là tất cả các bạn fan hâm mộ đang rất là ngưỡng mộ. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình Việt Nam Quay Nót rất là nhiều ạ. Cảm ơn Nam Em. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ những cô gái team Quay Thao ạ. Sau chương trình này thì các bạn thấy là mình đã thay